Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là zombie.io. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào, let's go. Rồi chúng ta sẽ biến thành màu vàng, cái màu vàng thì nó sẽ ăn được màu trắng anh em ạ. Màu trắng thì thường nó sẽ dưới này, ui nhưng màu vàng sẽ bị màu đỏ ăn. Oh my god, sợ thế nhờ. Vừa gặp cái là nó đã đánh cho sợ quá nhờ. Đánh rất khó, phải là rất là khó chơi anh em ạ. Màu trắng thì lại ăn được màu đỏ. À, chạy 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 chạy. Con màu đỏ ấy tí là va mình luôn. Tí mình có thể thịt được con đấy. Màu đỏ anh em ơi, màu đỏ thì ăn màu vàng. Màu đỏ ăn màu vàng. Vàng dưới này anh em. Oh my god. Màu trắng thì lại ăn được màu đỏ. Màu trắng thì ăn màu đỏ. Ôi chết rồi cho nó khỏe thích nhờ. Mấy con này đánh hay ghê ra. Màu vàng thì lại ăn được màu trắng. Khó mà, game này khó phết anh em, không đơn giản thế nào. Chúng ta sẽ được đổi. Đỏ anh em ơi. Vàng. Trắng. Chúng ta ăn nhiều con này vào cái là được đỏ kìa. Đỏ lắm thế. Nhiều đỏ thế anh em ơi. Ui. Kinh nhờ, nó đánh gớm á. Không thể nào mà đánh được bọn nó hay thật. Nó hay quá anh em ơi. Đỏ ăn vàng nè. Tôi tìm được cái con boss được không ta? Ui. Kinh quá. Vàng này anh em ơi, vàng thì lại đấm bọn trắng được. Trắng đâu. Ui. Nó chạy nhanh nhỉ? Nó ăn cái kia vào cái là chạy nhanh lắm anh em ạ. Mình tìm bắt một con mà mình không bắt nổi này. Bắt mãi một con mà không bắt nổi luôn này. Đỏ thì lại ăn vàng anh em ơi. Chúng ta vẫn đang ở màu đỏ. Đỏ thì lại ăn vàng thôi. Có những cái ô ở đây nó sẽ ăn luôn nhá. Chúng ta sẽ biến nó luôn để chuyển cho nó cao ấy anh em. Vàng. Vàng thì có thể ăn bọn trắng ấy được. Đang lên tốc độ cao lên. Úi dồi, ok. Trên này thì sẽ bị ăn mất. Bọn nó sẽ ăn mình mất anh em ạ. Chúng ta lại quay lại vàng thôi. Đây là ô vàng. Vàng thì lại té anh em ơi. Vàng thì ăn trắng nhá. Nên nhớ vàng thì sẽ ăn bọn trắng rồi. Đỏ thì lại ăn vàng anh em ơi. Úi trời ơi. Đỏ ăn vàng anh em ơi. Đỏ ăn vàng nào. Trắng nào anh em ơi. Trắng thì lại ăn đỏ. Trắng. Úi vãi lều anh em ạ. Chạy. Trắng thì ăn đỏ, trắng ăn đỏ. Ok. Vàng thì lại ăn trắng. What? Vàng thì lại ăn trắng anh em ơi. Chuyển đỏ. Đỏ lại ăn vàng. Ui, tí ăn được cái con kia. Tí ăn con kia là ta sẽ chuyển lại được màu luôn. Đỏ ăn vàng là chuyện bình thường anh em ạ. Trắng thì lại ăn đỏ. Chúng ta đổi liên tục thì ta sẽ thắng rồi. Yes, chúng ta đang tiến hóa lên trắng thì ăn đỏ. Vàng thì lại ăn trắng đâu nhở? Toàn đỏ này, chết thật. Vàng thì lại ăn trắng. Ok. Đỏ. Đỏ thì ăn vàng anh em ạ. Chết rồi. Đổi liên tục anh em, cho đổi màu liên tục luôn đấy. Đỏ ăn vàng kìa anh em, cho đổi màu này. Không đổi màu anh em, hiện tại tôi vẫn chưa đổi màu. Vàng thì đuổi trắng, vàng đuổi trắng anh em ơi. Tiếp vào vàng tiếp rồi. Vàng đuổi trắng thôi. Đỏ bọn nó té bọn đỏ ra nhá. Đỏ may quá.
Đỏ thì lại ăn vàng anh em ơi, đỏ ăn vàng chúng ta. Đây rồi. Chết, do di chuyển hơi chậm. Đỏ ăn vàng. Ok. Chúng ta sắp tiến hóa lên dạng cuối cùng anh em ơi. Đỏ. Đỏ chạy trắng rồi, chạy ra. Đây. Oh my god. Vàng thì lại té anh em ơi, vàng tôi lại té. Đỏ. Đỏ ăn vàng anh em ơi. Trắng ăn đỏ anh em ơi. Ui, tôi tiến hóa lên con này rồi, nhìn trông kinh đấy, nhìn trông dã man đấy anh em ơi. Đẹp. Để đi đâu đây? Trắng ăn đỏ anh em ơi. Nhờn, mấy cái bọn đỏ ấy chết với tôi. Ok. Trắng ăn đỏ. Ok. Ôi ơi, tí chết. Vãi nồi ạ. Đỏ. Đỏ thì lại ăn vàng thôi. Vàng này. Ok. Đổi màu. Con lợn này mới đuổi theo tao á. Ôi chết rồi, mình di chuyển chán thế. Đỏ. Lại đỏ anh em ơi. Đỏ thì lại ăn vàng thôi. Chết rồi. Chán thế nhờ. Chúng ta có được xem à, đây khoe quảng cáo để tiếp tục chơi tiếp này. Không phải để chết thế được anh em ạ. Fuck you. Game hay quá. Mình trụ lâu phết anh em ơi. Chúng ta trụ lâu dã man luôn đấy. Đến tít cuối cùng thì mấy á. Đỏ ăn vàng nha anh em ơi. À, toàn trắng rồi ạ. Ok. Trắng ăn đỏ anh em ơi. Trắng ăn đỏ. Tránh xa cái bọn vàng anh nhá. Đây là bọn trắng anh em ạ. Tránh xa bọn vàng anh em nhá. Tránh xa bọn vàng ra. Không ăn đỏ đấy. Đỏ. Đỏ ăn vàng anh em ơi, đúng không? Ui, bên này toàn trắng rồi anh em. Né. Tôi sắp lên được một cái đời mới rồi. Đừng để chết một cách ngớ ngẩn là được. Đổi màu không? Chưa đổi màu anh em ạ. À, có một con vàng ở đây. Hi. Bọn mày chết với tao. Ui, chúng ta tiến hóa này anh em ơi. Nice. Né bọn vàng đây nhé anh em. Tao cùng vàng chúng mày đây. Vàng thì ăn trắng. Vàng đớp bọn trắng này cái anh em. Ê, né. Đỏ nè. Đỏ ăn vàng. Ok. Ôi, có đỏ kìa anh em. Thịt nó. The hell man. Vàng thì ăn trắng. Ui, hay thế nhờ, nó đổi đúng lúc thế nhờ. Vãi cơn thật. Đổi đúng lúc quá. Có được xem, ôi không được rồi. Chúng ta chơi từ đầu rồi anh em. Hay ghê, hay dã man luôn. Được của nó chứ đúng không anh em. Vàng thì ăn trắng. Ok. Mấy cấp độ đầu thì khó lắm. Mấy cấp độ đầu thì chơi rất là mệt nhá. Không đơn giản. Ok, cho cứ tìm bọn trắng mình vả anh em ơi. Thế này cứ tìm bọn trắng mình vả thôi. Bọn nó bị mắc mà. Ơ. Ok. Né bọn đỏ ra anh em nhá. Cho cứ né bọn đỏ ra thôi. Cứ kiếm bọn trắng là ơi nó tăng tốc độ anh em ạ. Mày chết.
Mày chết với tao này. Đại đài. Chúng ta chỉ có đánh bọn đỏ thôi. Chúng ta chỉ có đánh được bọn đỏ thôi này đấy. Bọn đỏ này với ba vẩn mình giết ngay. Đến cái tầm này mà giết ngay. Vàng à? Thiếu bọn vàng này anh em. Trắng thì né. Mấy con trắng ở đây thì chịu. Đỏ, né. What the hell man. Tao lại sợ chúng mày quá. Đỏ lại thịt vàng anh em. Ok. Mày chạy đi. Còn lợn này. Thì bọn trắng là lại thịt thôi. Đây trắng này. Ok, dồn nó đến góc đường anh em ơi. Mày chạy hộ tao cái. Nắm đỏ thế nhỉ. Ok, cùng màu anh em. Chúng ta cùng màu. Bọn này tự đổi màu kìa. Chạy được không bạn ơi? Frankenstein. Săn với con đỏ nào anh em. Rõ ràng là định ăn được bọn này rồi, tí ăn được bọn này rồi. Vãi cả nồi đơn thật thề. Ôi trời ơi, gặp ngay một con gì đó nó đấm cho thề mò luôn. Ok, chúng ta sẽ cứ nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye. Game hay quá. Hôm nay mình lên được tiến hóa về Frankenstein anh em ạ. Quá ngon.